Những ngày giáp Tết này, giá heo hơi tại Cần Thơ đã bắt đầu tăng lên 54.000 đồng một ký. Trong khi đó, tại các điểm bán lẻ thịt heo cũng xuất hiện hiện tượng tăng giá. Thực hiện bình ổn thị trường thịt heo Tết, Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ là đơn vị chủ lực trong công tác này, cam kết không để xảy ra thiếu hụt cũng như đảm bảo chất lượng thịt heo để phục vụ người tiêu dùng vui xuân đón Tết an toàn và khỏe mạnh. Để đảm bảo nguồn cung thịt heo cho toàn thành phố trong và sau Tết, Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 đã ký hợp đồng với các trang trại, công ty chăn nuôi, số lượng heo đủ trọng lượng 100kg để xuất chuồng trên 1.000 tấn. Xí nghiệp cũng nhập hàng hơn 100.000 trứng gia cầm các loại để kinh doanh. Hiện đơn vị đang cung cấp đều đặn mỗi ngày trên dưới 12 tấn thịt heo cho 80 cửa hàng tiện lợi cùng nhiều chợ truyền thống và 10 siêu thị, trong đó có siêu thị Go Cần Thơ. Mỗi một lần tôi đi vô siêu thị Go này, tôi đều mua ghé cái quầy thịt tươi. Mua thịt ở đây rất là yên tâm về chất lượng. Về giá cả mình thấy cũng không có mắc hơn ở ngoài. Tức là giá cả về chất lượng rất là yên tâm. Thành ra mỗi lần tôi đi vô siêu thị, tôi đều ghé chỗ quầy thịt này tôi mua hết. Bắt đầu từ 23 tháng Chạp, Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 dự kiến sức mua thịt heo tại Cần Thơ sẽ tăng đáng kể, nên cho mẫu thịt khoảng 15 tấn một ngày. Tuy sản lượng tăng, nhưng đơn vị vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh trong khâu ra thịt và hợp tác với lực lượng thú y kiểm soát chặt chẽ từng lốc thịt trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, hệ thống cửa hàng của xí nghiệp cũng triển khai các giải pháp để giữ giá bán bình ổn đưa đến tận tay người tiêu dùng. Nhiều năm qua thì CTC cũng thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình là bình ổn thị trường, thì đảm bảo với cái giá là giảm hơn giá thị trường là từ 5 đến 10%. Đã liên kết luôn tất cả các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ví dụ như là của Cấp Mắc Cần Thơ, Cấp Mắc Bình Thủy, của Lotte, của Go, cũng như là của Winmart, Cop Food. Hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi là cũng đã có cái dịch vụ là giao hàng tận nơi cho khách, rồi cũng có thực hiện cái thanh toán qua mã QR code cho khách hàng, thuận lợi trong cái việc mua sắm. Chúng tôi cung cấp thực phẩm là ở quận Ninh Kiều, rồi quận Bình Thủy, cái răng là các cái quận lân cận chúng tôi đều cung cấp và phục vụ đảm bảo cái chất lượng của chúng tôi hết. Theo thông lệ, cứ vào tuần cuối cùng của năm thì giá heo hơi lại tăng lên ít nhất 10%. Điều đó sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ thịt tại hầu hết các địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, Xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 đã cam kết sẽ cân đối tất cả các khâu nhằm giảm chi phí chế biến để có giá bán thấp hơn thị trường từ 10 đến 15% tùy vào loại sản phẩm thịt heo. Từ cơ sở này sẽ góp phần cùng thành phố bình ổn thịt heo phục vụ cho các gia đình vui xuân đón Tết.